Cậu không phải đâu đố. Bài kiểm tra toán của tớ được có mỗi 9 điểm thôi. 9 điểm thôi. Còn cậu thì sao vậy? Bánh mì pate trứng bò khô ở căng tin hết mất rồi. Rõ ràng là mình đã subscribe kênh Trường Học Công Chúa rồi, thế mà vẫn xem muộn mất 1 phút. Cái hư. Làm bài bị điểm kém thế không biết. Chuyện gì vậy nhỉ? Không được rồi, chúng ta phải đến trụ sở để viết sơ thôi. Tất cả ký ức vui vẻ của các người giờ sẽ thuộc về ta. Cái tên kia, nghe làm gì vậy? Lê cậu gì ơi, cậu có sao không? Xin đừng làm hại tôi sẽ cho ông tất cả ký ức vui vẻ của tôi. Mimi, cậu ấy bị làm sao ấy? Ê này, số mấy đây? Cậu ấy không có ý thức gì, như kiểu mất hết ký ức ấy. Mất hết ký ức ấy. Thưa boss. Ê này, Dodo, hay là boss cũng giống như bạn kia rồi? What? Vé đi xem concert BTS bán hết trong vòng 5 giây rồi. Đành hết các oppa dịp sau vậy. Thưa boss, hôm nay chúng tôi đến đây để báo cáo một vụ việc vô cùng quan trọng. Hôm nay chúng tôi đã chạm trán với một tên lạ mặt có sức mạnh siêu nhiên. Và tất cả những người bị hắn ta hại đều có một điểm chung. Điểm chung gì? Đều mất hết ký ức. Mất hết ký ức. Phô thủy ký ức. Chưa có nhiều thông tin về hắn ta. Và cũng không có ảnh về khuôn mặt của hắn ta. Hắn ta luôn mang mặt nạ. Chúng ta không biết mình đang đối đầu với ai, nên tổ chức sở sẽ trang bị cho cô những thiết bị tối tân nhất. Hai phiếu ăn sáng. Máy thu phát sóng điện tử. Gương sự thật. Chúc nhiệm vụ của các cô thành công. Yes. Tất cả ký ức vui vẻ của các người sẽ giúp sức mạnh của ta ngày càng mạnh mẽ hơn. Vô thủy ký ức. Người mau dừng lại đi. Để xem mèo nào cắn mỉu nào. Ta đây này. Cả người có tránh được không? Hắn ta nhanh quá. Các người không thắng được phù thủy ký ức ta đâu. Bọn ta không mắc lừa cho đánh lén của người đâu. Ta đã cảnh cáo các ngươi, đừng hòng xía vào chuyện của ta, nếu không mà mất đi ký ức vui vẻ. Cái tên phù thủy đáng ghét này, chỉ tại... tại sáng tôi chưa ăn mà. À, xin chào công chúa Dodo và Mimi. Bạn Bạch Tuyết. Tớ đã được boss của tổ chức sơ thông báo rằng hai công chúa sẽ đến đây. Bọn tớ có hai phiếu ăn sáng này. Đây là bộ 7 món ăn sáng chín xu. Tớ sẽ chọn hủ tiếu bò kho. Yes. Tớ sẽ chọn miếng gà hầm măng. Mimi, cậu nhìn này, trong hộp chín xu miếng gà hầm măng của tớ có miếng thịt gà thật luôn này. Ui, trong hộp hủ tiếu bò kho của tớ có miếng thịt bò kho thật này. Vị thì đậm đà, nước dùng thì mê ly luôn. Yes. May là chúng ta nhận ra sớm, chứ nếu bỏ bữa sáng không biết hậu quả như thế nào nữa. Bạch Tuyết ơi, bọn tớ ăn xong rồi, bọn tớ đi đây. Chúc hai công chúa thành công. Yes. Máy thu phát sóng điện tử. Sử dụng trường điện tử để định vị. Định vị được bán kính lên đến 20 km. Oh yeah. Ta đã tìm được hắn rồi. Mình đến quá muộn rồi đâu. Biết bao người vì hắn hút đi cứu vui vẻ rồi kìa. Ô thủy kiếp, công chúa điệp viện sẽ không tha cho ngươi đâu.
Ta đã nói với các ngươi rồi, đừng hòng xía vào chuyện của ta. Mimi! Mimi! Mimi, cậu sao rồi? Tớ buồn quá. Cảm giác như cả thế giới này đều bao trùm màu u tối vậy. Mimi! Sứ mệnh của ta đang ở mức tối cao, không ai có thể đánh bại được ta nữa rồi. Các ngươi có biết ta làm tất cả điều này là vì gì không? Chính vì những người như các ngươi đấy. Trước kia ta đã có một vết sẹo trên mặt, nhưng những người bạn của ta lại cho đó là thứ để đem ra cười chê. Chính ta cũng cảm thấy mình thật xấu xí. Vậy nên ta đã quyết định lấy hết đi ký ức vui vẻ của chúng. Rồi ta nhận ra, có càng được nhiều ký ức vui vẻ, ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ ta đạt đến cảnh giới của đỉnh cao của sức mạnh. Công chúa Dodo, ngươi thấy sao? Những người cười nhạo ngươi là không tốt, nhưng ngươi nghĩ mình làm như vậy là đúng sao? Gương sự thật. Hãy nói lời tạm biệt với ký ức của ngươi đi. Ngươi đã làm rất nhiều những việc xấu, và đây là kết cục của ngươi. Và ngươi hãy nhớ, ký ức vui vẻ là những điều vô cùng quý giá của con người. Ta mong ngươi sẽ có những ký ức vui vẻ tại nhà tù Điện Biên Sơ. Đi thôi. Còn các bạn nhỏ có muốn tham gia tổ chức điệp viên với chúng tôi không? Hãy subscribe ngay kênh Trường Học Công Chúa để tham gia vào những nhiệm vụ sắp tới của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì đi thôi. Yes.